Vì sao? Vì em là mỹ nữ giò ngắn của lòng anh. Xúc phạm quá. Có ai mà đang đi năn nỉ vợ, có ông nào năn nỉ vợ mà còn so sánh con giò ngắn với con giò dài nữa. Mình phải so sánh chứ, giò ngắn với giò dài nó khác biệt nhau quá mà. Khác nhau gì? Mấy bạn nó nói rồi. Nói gì? Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái chân dài. Mấy bạn nhậu anh nó lo nhậu mà không điệu đọc cho hết. Cái câu người ta dài lắm. Dài gì? Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái chân dài. Gái chân dài nó chỉ có biết xài tới khi hết tài là nó bye bye.